Hôm nay Su quay cái clip này là dành riêng cho chị em phụ nữ. Mấy anh đàn ông á, không có công chuyện gì ở trong đây hết trơn á, làm ơn đừng có nghe nha. Làm ơn đi ra ngoài giùm em tử khúc này luôn đi, chứ ngồi nghe hồi bắt đầu sồn máu rái lên cái vô nói tôi này nọ này kia là tôi chữ lại à, tôi không có hiền lành gì đâu mà nghe. Tôi nói trước là mấy bạn quen bạn trai á, mấy bạn hãy lựa những cái người nào mà chịu chu kim cho mấy bạn. Chu kim ở đây là chu cấp kim tiền hoặc là chu cấp kim cương hột xoàn rồi đó, thì á mấy bạn hãy quen nha. Còn mấy cái anh nào á mà muốn gây dựng tình yêu mà một túp liều chanh hay quả tim vàng thôi dẹp, kiếm mấy anh nào mà chịu chu kim á. Bởi vậy mấy bà hãy vô mấy bà hỏi Su chứ, ủa sao thấy Su trẻ hoài vậy, sao thấy Su càng ngày càng đẹp vậy? Đó là tại vì tôi biết chọn lựa đàn ông để tôi quen nha. Cứ ai á mà chịu mà chu kim đi thì tôi mới quen. Còn ai mà vô mà em ơi chủ yếu là tình cảm thôi dẹp nha, mất thời gian lắm. Tôi nói cho mấy bà nghe, tôi hỏi mấy bà một câu nè, mấy bà đã bao giờ nằm ngủ trên cái gối lông vũ chưa? Mấy bà đã bao giờ nằm ngã lưng trên một cái bộ gala siêu, cái vải siêu mà cực kỳ mắc tiền chưa? Nó đã lắm mấy bà. Đó là cái sự khác biệt của cái người con gái quen bồ được chu kim và người con gái quen bồ không được chu kim á. Mấy bà thử kêu bồ mấy bà mua cái đó về cho mấy bà nằm đi, để tận hưởng cái cuộc sống, hiểu không? Nó mua một cái gối lông vũ xong á, nó không có đai, nó không có mà kiểu mà nó tuột dốc không phanh tới mảng đời, nó vẫn sống được, nó sẽ kiếm lại được cái số tiền đó. Nhưng mà quan trọng là mình hưởng thụ được trước cái đã. Hoa đẹp á không dành cho người chỉ biết ngắm. Chu kim ra mua đất nè, bón vô. Chu kim ra mua nước nè, mấy cái nước mà nước khoáng càng tốt là bón vô là bảo đảm luôn là hoa nở rất là đẹp, hương rất là thơm nha. Còn mấy cái dòng mà chỉ ngồi ngắm ngắm không á, chừng 3 ngày thôi thúi banh chành rồi má. Nên là mình là con gái mình không có được nhu muội, mình phải thông minh lên. Nhất là mấy cái anh mà có mấy cái miệng dẻo dẻo á vô, em ơi anh yêu em thật lòng bằng trái tim chân tình này, không có một cái quần què gì dành cho em thì thôi, đừng nên bắt đầu với mấy anh đó. Mất thời gian lắm nha. Chi trước đi rồi chơi, chứ đừng có đòi chơi người ta xong rồi mới bắt đầu ở chi mà kiểu mà bị bón á nha. Cái kiểu đó cũng không được. Tự nhiên cái mình thành một cái đứa kiểu rẻ rúng á mấy bà. Cho nên là không có được nha, cứ mà chi đi. Vô chi nhiều lên. Phụ nữ mình có rất là nhiều thứ để lo. Tóc nè, da nè, răng nè, đồ make up nè, skin care nè. Tăng vòng 1, vô làm cái liệu trình SU. Giảm mỡ body, vô làm cái liệu trình ép lim. Đó, hai cái thứ đó không là hết nhiêu tiền rồi. Gặp mấy cái chị nào á mà có mà bồ mà chịu chi á, trời ơi nó thảnh thơi không? Ăn uống ngồi không vậy đó, bồ mua chó này mua chó kia xài, người càng ngày càng đẹp lên. Mấy chị thấy mấy nhỏ mà nó khôn khôn á, nó đi ra đường thấy không? Nó kiếm mấy cái thằng bạn trai mà chịu chu kim, chu càng nhiều kim nó càng khoái. Để nó làm gì? Nó tân trang cái con người nó lên, nó độ cái con người nó lên. Nó đi ra đường mấy chị phải ganh tị. Và nó đi ra đường để làm sao? Để những người giàu có hơn nữa nhìn thấy nó, biết đâu nó sẽ có một cái cơ hội. Nó bước vô danh gia vọng tộc, nó bước vô một cái gia đình đại gia đồ này kia làm sao? Đó cũng bắt nguồn từ sao? Cái sự thông minh của một cô gái. Đó là biết lựa chọn người yêu chịu chu kim cho mình. Còn mấy má nào mà cứ ai thôi làm vậy chẳng khác nào dòi dĩnh, tôi là tôi hả, chung thủy chọn đời với một túp liều chanh hai quả kim vàng. Tình yêu không có no à nha. Tình yêu không có làm cho da đẹp lên, không có làm cho bưởi nở nang, không có làm cho body mình nó đẹp. Mình vẫn bị lão hóa à, cho nên là mình phải kiếm người chu kim cho mình thì mình hãy quen, tránh mất thời gian về sau. À, cứ anh nào mà vô mà chịu chu kim thì mình ok, mình quen. Còn anh nào mà không chịu, nói nhiều quá, nói qua nói lại, túm cái mỏ nó lại cho ra chuồng gà liền nha mấy bà. Nhớ giùm tôi nha, làm con gái thời buổi giờ phải thông minh lên.